Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom và hôm nay lại là chương trình Quyền Đây anh em ạ. Chương trình Quyền Đây sẽ là chương trình được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần vào lúc 7:30. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ không còn 7 câu hỏi nữa mà chỉ là 1-2 câu hỏi thôi, vài ba câu hỏi thôi. Và mình sẽ trả lời rất là kỹ những câu hỏi đó để đảm bảo rằng anh em có thể hiểu rõ nhất về cái vấn đề mà mình đang nói nhá. Rồi, hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 55. Và hãy bắt đầu cùng câu trả lời câu hỏi của bạn Hải 556 đi. Bạn hỏi là tại sao anh không test thêm màn hình chơi game? Có vẻ như là bạn ấy đang hỏi liên quan tới cái hôm trước, hôm qua chúng mình vừa livestream xong và mình nói rằng là chúng mình không thể test được, vấn đề về testing các thứ kiểu ấy, thì test nó rất là nhiều thứ. Và với tư cách là một reviewer, là một VG về công nghệ, thì mình sẽ phải đảm bảo rằng 99% những gì phát ra từ mồm mình là đúng, và đặc biệt là đầy đủ thông tin về cái công cụ đó. Ví dụ như là review về chiếc CPU, đúng không, thì nó phải là bao nhiêu nhiệt này, bao nhiêu xung này, nhờ game này như nào, game kia như nào này, vân vân. Rồi so sánh với cả CPU này, CPU kia này, như này như kia, đó. Tất nhiên là cũng có lúc mà mình đúng, cũng có lúc mà mình sai, cũng có lúc mà mình thiếu. Thì những khi mà anh em đều nhận xét thì mình cũng đều nhận vào và ok, sửa chữa lại. Nhưng mà đối với màn hình thì mình chắc chắn sẽ nói đúng 99% những gì mà mình test được. Nhưng lại có những thứ mà mình không test được anh em ạ. Và mình đảm bảo rằng 99% những người đang có ý định review màn hình ở cái đất Việt Nam này cũng không test được những thông số đầy đủ như thế. Bởi vì đơn giản là chúng mình không có đủ công cụ. Anh em phải hiểu rằng trên một chiếc màn hình gaming nhá, đã nói về gaming không rồi nhá, thì màn hình gaming sẽ có tổng cộng là 3 thông số. Đầu tiên là tấm nền, thứ hai là độ phân giải, thứ ba là tần số quét. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang bị quá là mù mắt bởi cái marketing và mức giá tiền. Giá tiền thấp thì anh em cứ thấy là nó ngon. Nào thì 4 triệu mà được 160 MHz chẳng hạn. Nhưng mà không bao giờ nghĩ về cái chất lượng tấm nền. Và thứ hai nữa, đó chính là độ phủ màu hay là độ chuẩn màu đi. Cái thông số này đã bị marketing quá là mạnh mẽ. Nhưng mà trong khi anh em thấy rằng là màn hình chơi game đâu như thế phải có chuẩn màu quá lớn, đúng không? Mà kể cả có độ chuẩn màu cao ấy, thì một chiếc màn hình đồ họa vẫn sẽ có một cái gì đó lợi thế hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà mọi người lại cứ nhìn vào cái DCI-P3 hay là RGB cái thứ kiểu, hay là Delta E hay theo cùng chúng thôi, mà không để ý kỹ tới những thông số sau đây. Thứ nhất, đó chính là những cái artifact, ghosting này, inverse ghosting này, PW artifact này, hay là motion blur này, là những cái thứ mà mờ rất là mờ khi mà anh em nhìn ở trên, như là khi mà anh em di chuyển mà nhìn ấy. Đó, những cái thứ đó sẽ bị như nào? Sẽ bị một thứ, đó chính là ảnh hưởng rất là mạnh mẽ tới cái trải nghiệm chơi game của anh em, mà hiện tại rất là nhiều người không test được chuẩn hay là không phải test luôn. Bởi vì những cái đó phải di chuyển rất là mượt mà, rất là êm dịu, rất là dị sò cái chân slider của chúng ta và quay được cái hình ảnh đấy để có thể đưa ra là cái chất lượng như thế. Nhưng mà đa số những review Việt Nam lại không làm như vậy. Và cả bản thân mình cũng thế nhá. Mình không đang trách những người khác mà mình bảo rằng là mình là pro nhá, mà tất cả mọi người đều không làm, và bao gồm cả mình. Thứ hai nữa, đó chính là delay tấm nền. Tức là như sao? Anh em phải hiểu rằng là ví dụ như là đổi từ delay từ ví dụ như là anh em đổi từ màu sáng nhất sang màu trắng nhất chẳng hạn, màu trắng nhất sang màu xám, hay màu trắng nhất sang màu tối, tức là cái gray to gray đấy. Và những nhà sản xuất thì marketing kiểu 1 mili giây, không phải 1 mili giây, trong khi những reviewer Việt Nam chúng ta không thể nào test chuẩn được, không thể nào là xác định được là đúng là 0,1 hay đúng là 1 mili giây được, mà nhiều khi họ còn bị lệch nhầm với cả motion blur cơ. Thế rất là buồn cười. Thế nên là đó chính là lý do sao mà mỗi khi mà mình review một chiếc màn hình gaming ấy, thì mình cảm thấy rất là thiếu tự tin, bởi vì mình không thể nào đưa được đủ thông tin cho anh em đấy. Rất là buồn là như vậy. Nếu mà anh em muốn đi tìm về review màn hình ấy, thì mình sẽ có hai chỗ cho anh em tìm này. Thứ nhất là kênh YouTube Hardware Unbox hoặc là Monitor Unbox. Họ test rất kỹ những chiếc màn hình chơi game, nào thì về màu, nào thì độ phân giải, nào thì delay, nào thì motion blur, nào thì artifact các thứ kiểu vân vân, rất là nhiều thứ. Và thứ hai nữa, nếu mà anh em không chỉ xem về màn hình gaming, anh em muốn xem về màn hình đồ họa này, màn hình TV này, thì anh em nên qua một website tên là Routing. Họ là cũng là một nơi mà họ gọi là một cái database free 3 lần anh em nhé, về những cái màn hình rất là nhiều, những cái thiết bị khác, và họ test rất là kỹ, rất là chuẩn chỉ với những công cụ test riêng của họ. Mình thực sự rất xin lỗi anh em, bởi vì là một người review về máy tính mà mình lại không thể đưa đủ cho anh em về thông tin liên quan tới màn hình được. Nhưng không sao, mình cũng đang cố gắng để lấp đầy khoảng trống đó, lấp đầy cái lỗi lầm đó. Và có khả năng thôi, đấy là nếu mà mình có thời gian nhá, thì trong khoảng tầm 6 tháng tiếp theo đây, mình sẽ cố gắng dev một cái thiết bị ở đó để có thể nghiên cứu được và xuất phát được, tức là tạo ra được cái kiểm tra được cái delay của cái tấm nền ấy, và có thể là kiểm tra delay của bàn phím, delay của chuột luôn. Cái đấy thì còn tùy vào khả năng của mình thôi. Mình không thể hứa được điều gì trước cả. Và đấy, như vậy thôi anh em nhá. Đó chính là do sao mà mình không test nhiều màn hình chơi game hơn.
Rồi, câu hỏi thứ hai đến từ bạn Long Nguyễn Beat 4TT. Ok, tại sao cấu hình của con Rogue Strix, tức là cùng cấu hình nhưng mà con Rogue Strix là đắt hơn Legion 5 Pro với cả Helios gì? Con Legion 5 Pro đắt hơn con Helios khoảng tầm 1-2 triệu thì còn hiểu, nhưng mà ROG thì đắt hơn hẳn luôn. Không biết rằng con ROG này có mát hơn hay hiệu năng cao hơn không? Đây rồi nhá, mình trả lời cho anh em nhá. Có hai yếu tố ảnh hưởng tới cái mức giá của một chiếc laptop. Thứ nhất là R&D, hay chính xác là nghiên cứu và phát triển đấy. Thì nếu mà anh em biết rằng một chiếc laptop có rất nhiều là kèn với chạm hoa, rất nhiều là những thứ linh tinh, phụ kiện, các thứ kiểu rất là nhiều thứ linh tinh đúng không? Nào thì touchpad có number pad này, nào thì quả màn hình có này có kia này, hay là có phần khu vực DIY để anh em có thể customize này, hay là những cái thứ đâu sao nào, ví dụ như là đây cổng XG đặc biệt trên những chiếc laptop mỏng này để cắm camera hình rời này, vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ linh tinh, rất là nhiều kèn, rất là nhiều hoa, những cái thứ mà nhiều khi anh em còn không biết rằng là nó có tồn tại trên chiếc laptop của mình, hay là những thứ mà anh em chả bao giờ dùng cả nhưng mà anh em được nghe thấy nghe ngầu nhỉ, nghe hay nhỉ. Nhưng mà những chiếc Lenovo này, những chiếc Legion này, những chiếc Helios này có khả năng có một tính năng đó, nhưng Asus thì kiểu gì cũng sẽ có những tính năng đó. Và để có thể phát triển được những tính năng đó ấy, thì rất mất rất nhiều tiền luôn. ID làm sao để lắp được vào đó này, làm sao để có thể xuất hiện được cái này, làm sao để thể hiện được cái kia này, vân vân và vân vân. Và yếu tố thứ hai, mình nghĩ rằng đây là yếu tố chính, đó chính là marketing. Tại sao? Thì anh em phải hiểu rằng là tại sao mình lại biết về những tính năng của Asus như thế. Đơn giản bởi vì Asus marketing cực kỳ là tốt luôn. Trong khi mà Lenovo hay là Acer hay là Dicho hay bất kỳ cái gì đấy, thì mình chỉ biết rằng là giá đã ổn, giá đã ngon, đó là một chiếc laptop ngon trong tầm giá, thế thôi. Chứ mình không biết rằng là con này có tính năng gì hay ho, con kia có tính năng gì hay ho, con kia có tính năng gì hay ho. Đấy, nhìn trông rất là buồn cười đúng không? Vậy tức là để có thể được lấp đầy được, để có thể để áp đảo được những hãng khác như thế, thì Asus đã phải chi rất nhiều tiền cho marketing. Và tiền đó thì đi vào đâu? Đi vào chiếc laptop của họ chứ còn đâu được không anh em? Những phí đó sẽ chuyển về cho người dùng, khiến cho những chiếc laptop ROG Strix của chúng ta đắt như vậy. Và kể cả nếu mà không nhá, thì Asus họ cũng đã thành công trong việc đó chính là khiến cho laptop họ nhìn trông đẹp hơn. Tức là như nào? Mặc dù là nhiều khi một chiếc laptop Lenovo, một chiếc laptop Legion, một chiếc laptop Helios nó có chất lượng build tốt hơn, nó có thiết kế tốt hơn, nhiệt độ tốt hơn, cấu hình tốt hơn, nhưng anh em đã bị marketing bởi Asus gọi là làm gọi là thao túng tâm lý ấy, để khiến cho anh em cảm thấy rằng là ROG Strix dùng là gầu, dùng là chất, dùng là top 1. Đây chắc chắn ROG Strix ấy là hàng A. Còn những em như kiểu Lenovo với chả Acer thì chắc là hàng B mà thôi. Và để có thể khiến được anh em nghĩ như thế thì họ đã tốn rất nhiều tiền marketing, và những số tiền đó thì chuyển xuống cho anh em đây anh em ạ. Và đó chính là lý do tại sao mà ROG Strix lại đắt hơn so với cả Lenovo Legion, Rigabyte, Aorus hay là Helios, Dicho các kiểu đây anh em nhá. Và đó là quê đây số thứ 55 của anh em ngày hôm nay. Nếu anh em có những câu hỏi liên quan tới các chủ đề gì mà cần giải thích chuyên sâu ấy, thì hãy để ở dưới comment cho mình nhá, để mình có thể trả lời một cách nhanh chóng nhất. Còn nếu mà video này cho anh em được nhiều thông tin hay ho, hay là giải thích cho anh em hóa ra là lý do tại sao mà bây giờ xem review màn hình Việt Nam nó bị dở hơi như thế, thì anh em hãy bấm like và subscribe nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.